Sau đây Quyền Lê xin được hát với YouTube của anh Phụng Võ 52 ạ. Quyền Lê xin được hát bài Chuyện tình Trương Chi Mỹ Nương ạ. Em xin chào anh Nguyễn Thành. Dạ anh trai. Huynh mãi xanh đây, sư huynh còn không ạ? Ngày xưa Trương Chi sống cô đơn, lên đến với con đò giữa dòng sông sâu. Khách qua nơi đây mấy kẻ hay, cuộc đời anh nghệ sĩ dòng tiêu ngàn sâu. Ngày tháng trôi đi như vô tư, ngờ đâu cung cấm mỹ nương từng đêm nghe cung tiêu thà thiết canh thâu. Như rót vào tim bao nhiêu nỗi buồn vô bờ. Nhớ thương cung tiêu nức nở kia, từ lòng sông lạnh lẽo dòng lên lầu vàng. Vì quá thương con nên cha nương truyền cho quân lính tìm gặp Trương Chi trên sông kia, đem đến bên cung cho mắt mỹ nương trông thấy. Người nàng xin chào anh trai Thái Hoàng. Thưa tiểu thơ, tôi là kẻ đêm đêm thổi khúc tiêu buồn trên sông lạnh, lòng chỉ muốn gửi nỗi niềm riêng cho áng mây xa, cho dần trăng sang. Không ngờ khúc nhạc kia vọng đến cung son, khiến cho tiểu thơ buồn thảm dập đầu xin ơn trên tha thứ tội vô mình. Người đây là kẻ từng đêm trên sông sâu thời. Chỉ có khúc tiêu sầu bầu vàng gửi gắm tâm tình cho bãi gió dần chăng. Đâu ngờ đồng tiên chút bi thương vàng vọng đến nhà vàng, làm não lòng người khuê cát. Xin giới thiệu với tất cả anh chị em, giao lưu với YouTube của anh Phụng Võ 52 ạ. Người biết không, từ một đêm trăng ngậm mái tây lầu, ta chợt nghe khúc tiêu sầu từ xa thoáng thoảng. Từ đêm đó gác ngọc nhà vàng như u buồn quan văn, những điệu nhạc kêu xa làm cho ta thêm nhàm chán. Nhung lụa thức tha không làm ấm được thân ngà, như gió chờ trắng đêm, từng đêm ta mong đợi tiếng tiêu sầu. Người có biết tại vì ai mà ta giàu ngân
mà nỗi âu hoài lén vào giấc mộng giữa đêm xuân. Dạ kẻ hèn này dạy bắt tội, ta không cho tìm đến nơi này để bắt tội người đâu. Hãy đến gần đây ngước lên cho ta nhìn tận mặt, cho lòng ta rơi bớt nỗi thương tư. Nhưng trường chi xấu xa hơn người hỡi mị nương ơi, nên yêu thương bỗng thành mây khói biến tan đi rồi. Hãy đi 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 thật xa, đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Người đã giết hồn ta bằng tiếng tiêu sầu thê thiết, rồi giờ đây với gương mặt xấu xa kinh khiếp, người đã giết đi bao nhiêu mơ ước ở trong lòng. Ta đừng bao giờ gặp mặt để đêm đêm ta còn chờ đợi khúc tiêu buồn, để ta còn giữ nguyên vẹn trong lòng những hình ảnh đẹp, để ta còn chờ đợi gặp người dù trong mộng mà thôi. Còn bây giờ người hãy đi đi. Nhưng tôi sẽ đi vào núi hầm rừng sâu, che giấu gương mặt sâu xa kinh khiếp, để cho tiếng tiêu nào nồng thê thiết đêm đêm không còn vang vọng đến lầu nhàn. Gương mặt của trường chi sâu xa kinh khiếp đã làm tan biến giấc mơ vàng trong lòng của mỹ nương. Từ đó đêm đêm nàng không còn chờ đợi tiếng tiêu buồn, và theo ngày tháng chuyện xưa dần quên nàng. Còn chương chi này suốt đời không quên được, dù đã đi tìm vào núi thẳm rừng sâu. Hỡi khúc tiêu sầu, sao mi giam dòng đến lầu cao, sao mi dẫn đường cho ta đến cùng người ngọc. Mà không bội xóa được gương mặt xấu xa kinh khiếp, để chọn đời ta ôm mối hận lòng. Trường chi ơi xót xa cho người chớ mộng gì đâu. Anh quyên sinh sáng mừng đầy mắt trong chốn rừng sâu, mà không trốn được khói u. Tuổi thân trường chi số vô duyên, anh chết đi rồi kết thành ngọc châu. Biết tình đau thương ấy mị nương, liền tìm viên ngọc quý tiền chung dùng cha. Nào có ai hay trong chung kia, hình trường chi bóng đò hiện lên như bao đêm xưa. Đau xót cho ai thương tiếc tình duyên, nên nát ngọc vì lệ rơi. Rất là tuyệt vời ạ. Cảm ơn anh hai đã vào hát giao lưu với em gái nha.